Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Huấn luyện viên Baxa toát mồ hôi sau chiến thắng nhọc nhằn. Huấn luyện viên Ronald thừa nhận rằng các cầu thủ Baxa chỉ có một màn thể hiện chấp nhận được trong chiến thắng hú vía 2-1 trước Getafe ở vòng Ba La Liga tối qua, với đội hình vắng khá nhiều trụ cột vì chấn thương sa phải sử dụng cặp trung vệ chấp vá và Araujo, trong khi Emerson đã hậu vệ phải. Khá nhiều xáo trộn ở hàng phòng ngự khiến họ buộc phải lấy công bù thủ. Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, cả đội hình của đội chủ nhà đã dồn lên gây sức ép cho Getafe và ở một pha bóng như thế, ngày phút thứ ba, Barsa đã sớm tìm được bàn thắng. Sau một pha trồng biên hiệu quả, Jordi Alba băng xuống không ai kèm và hậu vệ này căng vào giúp Sergio Roberto băng lên đệm bóng vào lưới mở tỷ số cho Barca. Bàn thắng này giúp chủ nhà dễ đá hơn, trong khi Getafe hầu như không lên được bóng. Cũng vì sự cơ động của Bridgewater Depay ở tuyến trên mà áp lực đè nặng lên hàng phòng ngự Barca đã được giảm tải. Tuy vậy, điểm yếu cố hữu ở hàng thủ lại trừng phạt Barca. Trong pha tấn công nguy hiểm gần như là hiếm hoi của Getafe, họ đã có bàn gỡ tận dụng sự thiếu ăn ý giữa bộ đôi trung vệ, hai cái bóng áo trắng bật tường đơn giản tạo điều kiện cho Senro có cơ hội dứt điểm trước vòng cấm. Với một pha xử lý cơ bản nhưng cực kỳ chuẩn xác, cựu tiền đạo bác gia sút chìm khiến thủ thành Neto không kịp phản xạ 1-1 cho Getafe. Bàn thua này khiến bác bắt đầu gặp bế tắc nhưng rất may mắn là phẩm chất ngôi sao của Depay đã mang về bàn thắng thứ hai, phút 30, trong một pha xử lý ở phạm vi hẹp trước vòng cấm. Depay tự tin sút căng, đưa bóng đi qua một rừng chân Getafe. Thủ thành Soria cũng bị che khuất tầm nhìn và không kịp đổ người, 2-1 cho Barca và đây cũng là pha ghi bàn cuối cùng của trận đấu. Trong 60 phút còn lại, Barca đã giết chặt đội hình, khiến Getafe không thể áp sát cầu môn. Dù vẫn tạo ra nhiều cơ hội nhưng hầu hết các cú đá của Getafe đều phải thực hiện từ khá xa. Phút 51, tranh khâu tung cú đá hiểm nhưng Testigen kịp bay người đẩy bóng. Phút 59, Ambari có cơ hội tốt trước phòng cấm nhưng anh đã quá hiền. Phút 62, Mata lại đưa bóng đi vọt xa, bất lực trước Barca, Getafe đành rời sân tay trắng. Trong khi đó, Barca cũng không mấy vui vẻ với chiến thắng sát nút và vất vả này. Huấn luyện viên Coman cho rằng màn thể hiện của các học trò chỉ ở mức chấp nhận được. Sau trận, ông nói, chúng tôi có thể chơi tốt hơn thế, nhưng trong bối cảnh hiện tại, bác sa phải nhìn đối thủ mà đá. Đôi khi bạn phải chấp nhận chịu đựng một chút để giành kết quả. Hôm nay, chúng tôi đã làm như thế. Nhìn chung, các cầu thủ đã thể hiện ổn. Tôi hài lòng về Memphis Depay. Anh ấy luôn là một cầu thủ đẳng cấp